chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin 24/7 của báo Giang Online số 170 từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019, gồm có những tin chính như sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Vĩnh Thạnh Trung đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Vĩnh Thạnh kỷ niệm 40 năm ngày thành lập xã. Khen thưởng đột xuất ban chuyên án 419N bắt hơn 30kg ma túy tổng hợp. Hội thảo an toàn an ninh thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0. Tháng 5 có mưa chuyển mùa. Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh bắt giữ 21.000 bao thuốc lá ngoại. Bắt giữ 2 đối tượng thực hiện 11 vụ trộm nóng mô tô ở chợ mới. Trong tuần, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trong tỉnh. Tại mỗi điểm đến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế xã hội của cả nước trong những tháng đầu năm 2019 và những vấn đề quan trọng dự kiến sẽ thảo luận tại kỳ họp thứ 7. Theo đó, các cử tri đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Trung ương và các bộ ngành quan tâm hơn nữa đến chế độ đãi ngộ đối với người có công, chấn chỉnh việc gian lận trong thi cử, tránh tình trạng thay đổi sách giáo khoa liên tục, chấn chỉnh y đức của đội ngũ y bác sĩ và thái độ phục vụ người dân của các bệnh viện, đảm bảo chất lượng trong việc thực hiện các công trình giao thông và quản lý BOT. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm tình trạng tài xế ô tô sử dụng chất cấm, tăng cường phòng chống tội phạm buôn lậu qua biên giới và tình trạng vận chuyển thuốc lá lậu, vân vân. Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền và ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri để nghiên cứu có đề xuất phù hợp tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Trong tuần, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Vĩnh Thạnh Trung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Qua 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2018, xã Vĩnh Thạnh Trung đã đạt 19 trên 19 tiêu chí, 49 trên 49 chỉ tiêu. Từ đó giúp diện mạo nông thôn khởi sắc với 100% tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, cảnh quan môi trường thông thoáng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 53,7 triệu đồng một người, tăng gấp 3,15 lần so năm 2010. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư ghi nhận biểu dương những thành tích xã Vĩnh Thạnh Trung đã đạt được, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Phú tiếp tục có kế hoạch lộ trình cụ thể xây dựng Vĩnh Thạnh Trung thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chính quyền xã Vĩnh Thạnh Trung cần tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân, tăng cường chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cho sự thành công trong công tác điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương. Trong tuần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng dự họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập xã Vĩnh Thạnh, huyện Châu Thành, 25 tháng 4 năm 1979, 25 tháng 4 năm 2019. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, bộ mặt nông thôn xã Vĩnh Thạnh ngày càng khang trang, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội đã có những chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn thiện, hệ thống thủy lợi từng bước hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất ở địa phương. Các công trình trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, khám chữa bệnh, sinh hoạt của nhân dân. Hiện toàn xã có 8 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 100%, 5 trên 5 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, 98% gia đình văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,6%. Trong tuần, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ khen thưởng các đơn vị tham gia chuyên án 419N bắt hơn 30kg ma túy tổng hợp. Tại buổi lễ, Bộ Công an đã trao thư khen và thưởng nóng 8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trong chuyên án 419N. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và khen thưởng đột xuất 150 triệu đồng cho ban chuyên án 419N đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13 tháng 4, Dư Quốc Cường, sinh năm 1990, thường trú Hồng Bàng, Tân Lập, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa và Trình Công Nghĩa, sinh năm 1978, ngụ thị trấn Long Bình, An Phú, điều khiển ô tô biển kiểm soát 67L 5013 đi từ Campuchia qua biên giới vào tỉnh An Giang.
Khi cả hai vừa qua bến đò Đồng Kỳ, xã Quốc Thái, An Phú, thì bị các thành viên ban chuyên án 419N bắt giữ. Mở rộng vụ án, rạng sáng ngày 14 tháng 4, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét và bắt khẩn cấp 3 đối tượng. Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1978, thường trú phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thanh Phượng, sinh năm 1967, ngụ phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Và Nguyễn Tuyên Khoa, sinh năm 1986, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Thu giữ hơn 30kg ma túy tổng hợp, gồm 11,3kg thuốc lắc, 17,8kg methamphetamine, ma túy đá, 2kg ketamine, 11.170 đô la, 53 triệu đồng, 1 ô tô, 1 cân điện tử, 8 điện thoại di động và 4 xe máy. Các đối tượng thừa nhận số ma túy trên được mua từ Campuchia trên đường vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị bắt. Qua điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Thanh Hải là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán xuyên quốc gia này. Nguyễn Thanh Phượng là tay em của Hải, có nhiệm vụ giao ma túy cho khách hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Nguyễn Tuyên Khoa là khách hàng thân thiết, thường xuyên mua ma túy của Hải để bán lại cho các con nghiện. Khi bị bắt, Khoa đang sử dụng ma túy đá. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo an toàn an ninh thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0. Tại hội thảo, trên 300 đại biểu từ 22 tỉnh, thành phố, ngành, khu vực phía Nam đã tập trung thảo luận xoay quanh các nội dung về an toàn, an ninh thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và công tác an toàn thông tin tại An Giang, an toàn, an ninh thông tin và các giải pháp rà soát, phòng chống nguy cơ mất an toàn thông tin, các giải pháp ngăn chặn mã độc, quy trình ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin trong xây dựng chính phủ điện tử, tổng quan về công tác an toàn thông tin, các yêu cầu đặt ra đối với các địa phương về công tác an toàn thông tin, vân vân. Phát biểu tại hội thảo, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp các ngành tiếp tục ưu tiên xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, nhất là trong lĩnh vực đầu tư và quản lý nguồn nhân lực. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin một cách thường xuyên và đồng bộ, tăng cường liên kết doanh nghiệp với các tổ chức nghiên cứu, chủ động đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại cơ quan đơn vị. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, từ cuối tháng 4 đến tháng 6 năm 2019, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C. Đến nửa đầu tháng 5, vẫn còn nắng nóng cao điểm, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tình hình nắng nóng có khả năng kéo dài đến giữa tháng 5 2019. Thời kỳ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 cũng sẽ có mưa chuyển mùa với vài đợt mưa kéo dài trên diện rộng. Từ giữa tháng 5 là thời kỳ bắt đầu mùa mưa. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn, dông mạnh kèm theo tố lốc, sét, mưa đá vào thời kỳ chuyển mùa mưa. Từ cuối tháng 4 đến tháng 5 2019, mực nước trên các sông kênh thuộc tỉnh An Giang sẽ xuống dần, ở mức thấp hơn từ 0,1 đến 0,3 mét so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt đối với khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên. Cần đề phòng khả năng nước mặn xâm nhập vào kênh rạch vùng giáp ranh tỉnh Kiên Giang ở hai huyện Thoại Sơn và Tri Tôn. Trong tuần, trên sông Tiền, đoạn thuộc ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh bắt giữ một phương tiện vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu. Khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 4, trên sông Tiền, đoạn thuộc ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, lực lượng tuần tra Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh phát hiện ghe gỗ tải trọng 2,5 tấn, không số đăng ký, lưu thông hướng An Giang, Đồng Tháp, có dấu hiệu vận chuyển hàng lậu, nên tiến hành truy đuổi kiểm tra phương tiện. Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, hai đối tượng trên ghe đã nhảy xuống sông tẩu thoát, bỏ lại phương tiện đang vận chuyển 21.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Hero, Yes và Scott. Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và số hàng lậu. Trong tuần, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Trí, sinh năm 1991 và Lê Thành Tâm, sinh năm 1998, cùng trú huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, về hành vi trộm cắp tài sản. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Chợ Mới liên tục xảy ra nhiều vụ trộm nóng mô tô. Điều tra xác minh các vụ việc, Công an huyện Chợ Mới đã tiến hành trích xuất camera an ninh,
xác định tác giả các vụ trộm là Phạm Minh Trí và Lê Thành Tâm. Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 4, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành bắt khẩn cấp Trí và Tâm khi cả hai đang tìm cách ăn hàng tại thị trấn Mỹ Luông, với tang vật thu giữ gồm mô tô biển kiểm soát 62K1-3099, hai cây đoạn cùng nhiều vật dụng dùng để trộm xe. Trí và Tâm khai nhận, từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 16 tháng 4 đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm nóng mô tô trên địa bàn huyện Chợ Mới, ước tính tài sản giá trị khoảng 60 triệu đồng. Chương trình điểm tin 24/7 của báo Giang Online đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.